ý là đợi anh. Chấm hết. Từ quyết định tuyệt vời đó mà tôi đã được làm bạn với trạng vương của giới lau nhà Dreamy H14 Ultra. Các bạn phải lấy vợ thì các bạn mới biết là người anh em này nó giúp đỡ cuộc sống của các bạn quá nhiều. Tôi bây giờ là uy tín lắm. Điểm tuyệt vời đầu tiên đó là chiếc bi vừa trợ lực vừa chống chảy sàn và ngả phẳng 180 độ. Khi mà các bạn lau dọn gầm giường cho vợ ấy, thì các bạn có thể làm như thế này. Nó đỡ bị đau lưng. Thì động cơ của nó thì có tách chất lỏng ngăn nước chảy ngược lại mà vẫn giữ được cái lực hút mạnh. Nó có thể xử lý gầm thấp tới 14cm. Và lúc đứng dậy các thứ thì nó đỡ mỏi. Lực hút của Dreamy thì khỏi phải bàn rồi, 20.000 Pascal là mạnh ngang những cái con máy mà gọi là sử dụng dây ấy. Nó sẽ hút tất cả các loại vết bẩn khô ướt, hút đánh sùn 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 sùn. Đấy, các bạn có thấy không ạ? Đấy, lấy cái khăn giấy lau qua các bạn có thể thấy là sạch tinh, nói chung là nó rất sạch rồi. Tuy nhiên ở trên thực tế khi mà phát sinh cái cuộc sống gia đình thì tôi phát hiện ra là tóc bị rơi ra sàn rất nhiều. Mà riêng cái giống lông tóc như này mà quét bằng chổi ấy, thì các bạn thấy nó bám ra chổi xong nó lại còn vương lại ở nhà. Trong khi đó một con máy nó có vừa có lau vừa có hút, các bạn chỉ cần đưa một đường thôi là nó sẽ khiến cho tất cả các loại bụi bẩn ở trên sàn bị bay đi hết sạch sành xanh. Đấy, bụi bẩn một đường là sạch này, thấy không? Đấy, hoành tráng ngay. Một phát là đi luôn. Không bị bám lông tóc ở dưới cái phần khay hút là bởi vì chỗ này thì nó sẽ có một cái răng lực đàn hồi là Tangle Cut với chất liệu là PPA của Thụy Sĩ. Dễ hiểu cho các bạn là khi mà lông tóc nó đi qua cái phần răng lược này thì nó sẽ bị cắt đứt. Nó khiến cho cái việc vệ sinh máy của bạn dễ dàng hơn và nó không bị dây lại tóc ở những cái lần lau sau. Còn cái phần cuộn lăn này thì phần chất liệu của nó sẽ giúp thấm hút tốt hơn. Nó sẽ tăng cái khả năng chịu nhiệt và độ bền, tức là các bạn sẽ không cần phải thay cái phần con lăn này quá nhiều lần sau khi mà mua máy về. Và sau khi lau xong thì tất nhiên rồi nó sẽ có tự động gọi là giặt là sấy tất cả mọi thứ. Thậm chí là đến đời này thì H14 Ultra sẽ còn có hai tùy chọn giặt sấy. Cái tùy chọn thứ nhất tức là nó sẽ tự động giặt cái cuộn lăn bằng nước nóng 75 độ C, sấy khô yên tĩnh khi nóng. Cái điều này thì những bạn nào mà có vợ kiểu là gắt ngủ như tôi ấy thì nó sẽ rất tốt, bởi vì chỉ cần một cái tiếng động rất to thôi là cái người ăn đấm là tôi. Còn ở cái trường hợp mà vết bẩn nó bị nặng quá thì các bạn có thể đến cái chế độ sấy 2. Cái chế độ chuyên sâu này thì nó sẽ tự động giặt cuộn lăn bằng nước nóng 100 độ C nhá, và sấy khô bằng khí nóng 75 độ C trong vòng 5 phút. Đấy, để cho các bạn biết là nó là 100 độ C thì tôi có luộc tôm bằng chế độ sấy nóng này, gọi là chín đỏ luôn. Mà 100 độ C thì chắc chắn là anh chị em yên tâm rồi, 99,99% vi khuẩn nấm mốc gọi là được tiêu diệt hết. Cái con Dreamy H14 Ultra này còn có khử trùng 3 lớp, từ khí đến nước thì đều được khử trùng toàn diện. Nói chung là Dreamy H14 Ultra đến bây giờ tôi xuất giá thì giá rất rẻ, khoảng tầm là 15-16 củ. Nếu như các bạn đặt mua chính hãng và đúng chương trình khuyến mãi. Mà mua chính hãng khuyến mãi ở đâu nhỉ? Long Khoa Học chứ còn ở đâu nữa? Một con máy tốt này nó tiết kiệm cho bạn rất nhiều thời gian ấy, rất đáng để mua luôn ấy. Và cái này chắc chắn cần phải xuất hiện trong gia đình.